Chuyện đạo chuyện đời, ngày 23 tháng 12, Thánh Gioan Canti. Chuyện đạo chuyện đời, ngày 23 tháng 12, Thánh Gioan Canti. Vị thánh gốc người Ba Lan này sinh năm 1390, là con trai của một nông dân tốt lành. Nhận thấy con mình rất thông minh, song thân Gioan đã gửi ngài tới học tại trường đại học Krakow. Gioan Canti học hành rất giỏi. Sau đó Gioan trở thành linh mục, giáo sư và là một nhà giảng thuyết. Thánh nhân cũng nổi tiếng về lòng yêu thương người nghèo. Lần kia, Gioan Canti dùng bữa tại căng tin của nhà trường. Bắt đầu bữa ăn, Gioan nhận thấy có một người hành khất đi ngang qua cửa sổ. Ngay lập tức, Gioan đã chạy ra và trao phần ăn tối của mình cho người ăn xin này. Một số người đã ghen tức với sự thành công của Gioan Canti, vì ngài vừa là giáo sư, vừa là nhà thuyết giảng. Và họ đã tìm cách tước khỏi ngài chức vị giáo sư đại học và chuyển ngài đến trông coi một sứ đạo. Tại đây, Gioan Canti đã dồn hết tâm huyết vào nhịp sống mới. Tuy nhiên, thoạt đầu mọi sự chưa tốt đẹp mấy. Dân chúng chưa hết lòng cộng tác với ngài, và Gioan Canti cũng sợ trách nhiệm. Dẫu vậy, Gioan Canti quyết không nhượng bộ, và cố gắng của Gioan Canti đã đem lại nhiều kết quả. Lúc người ta mời cha Gioan Canti về lại trường học, thì bổn đạo trong giáo xứ đã tỏ lòng thương mến ngài một cách đặc biệt. Họ đã tiễn Gioan một đoạn đường dài. Thật ra, vì thế họ rất buồn khi tiễn đưa mình ra đi. Cha Gioan Canti đã nói với họ: sự phiền muộn này không hài lòng Thiên Chúa đâu. Sự phiền muộn này không làm hài lòng Thiên Chúa đâu. Nếu trong những năm qua cha đã làm điều gì tốt cho các con, thì các con hãy ca lên bài ca hân hoan thay vì khóc lóc ủy mị như thế. Trở lại Krakow, Thánh Gioan Canti lại tiếp tục dạy các lớp kinh thánh, và thánh nhân lại trở nên rất nổi tiếng. Gioan được mời về làm gia sư cho các con em thuộc gia đình quý tộc. Tuy nhiên, thánh nhân vẫn ăn mặc hết sức giản dị, và ngài đã bố thí cho người nghèo tất cả những gì mình có. Lần kia, Thánh Gioan Canti vẫn một bộ áo ròng đen, cũng còn gọi là áo trùng thâm. Áo dòng đen cũ kỹ đến dự tiệc như thế, các người hầu tiệc đã không cho Gioan Canti vào vì mặc áo không xứng. Thánh nhân phải trở về nhà và thay bộ áo mới. Trong bữa dạ tiệc hôm ấy, có một người đã vô ý làm đổ đĩa thức ăn lên bộ áo mới của Gioan Canti. Họ bối rối và xin lỗi. Thánh cười và nói: đừng nghĩ ngợi gì. Và ngài hài hước nói thêm: ôi chào, bộ áo dòng mới của tôi đây, dù sao thì cũng đáng được dùng một chút thức ăn chứ. Vì mà không có cái áo dòng mới này là tôi không được ngồi ở đây đâu. Người ta không cho tôi vào với cái áo dòng cũ kỹ của tôi. Thôi, đổ qua cho nó chút thức ăn vào cái áo mới này nó cũng xứng đáng. Cười hài hước như thế, Thánh Gioan Canti sống thọ 83 tuổi. Trong suốt những năm ấy, rất nhiều lần thánh nhân đã bán những của ngài có để giúp đỡ người nghèo.
khi người ta bật khóc vì nghe biết Gioan Canty đang hấp hối, thánh nhân đã an ủi họ: "Ồ, anh em đừng lo lắng cho cái nhà tù hay hư nát này. Thân xác này là cái nhà tù hay hư nát mà. Hãy nghĩ đến linh hồn sắp sửa được thoát khỏi chốn ngục tù ấy." Và thánh nhân về trời năm 1473, được Đức Thánh Cha Leo Clemente thứ 13 tôn phong lên bậc hiền thánh năm 1767. Thưa anh chị em và các bạn, khi nói về Gioan Canty thì chính Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 13 đã khen ngợi Ngài như sau: "Không ai do dự kể Thánh Gioan Canty vào số ít ỏi những vị nổi tiếng và thánh thiện, có khả năng hành động, dạy dỗ và bảo vệ đức tin chân chính đang bị đối thủ tấn công. Ngài cho thảo luận tại Đại học Cracovi các học thuyết có nguồn mạch trong lành nhất và cả những học thuyết đang gây tranh cãi để hướng dẫn các sinh viên. Quả vậy, vào thời đó, ngay những vùng lân cận cũng có những nhóm lạc giáo và ly khai hoành hành. Gioan Canty cố gắng dùng lời giảng và bằng đức khiêm nhường, đức khiết tịnh, lòng thương xót và sự hãm mình cùng mọi nhân đức khác của một linh mục hoàn hảo và một thợ cần mẫn, dùng tất cả những điều ấy để thuyết phục các sinh viên, chứ không dùng lý lẽ, lý thuyết mà thôi. Vì thế, không những Ngài làm cho các giáo sư đại học ấy thêm phần vinh dự đặc biệt, mà còn để lại một gương sáng lạ lùng cho những ai giữ nhiệm vụ dạy dỗ như Ngài, để họ hết sức trở thành những giáo sư hoàn hảo, cố gắng kết hợp giáo lý thánh thiện với các khoa học khác để ngợi khen và làm vinh danh Thiên Chúa. Khi dạy các vấn đề đạo đức, không những Gioan Canty có lòng kính trọng mà còn có sự khiêm nhường nữa. Ngài coi nhẹ mình, không bao giờ coi mình hơn người khác, dẫu rằng Ngài rõ ràng trội vượt hơn những người khác bởi sự thông minh và thánh thiện, và nhất là tài thuyết giảng. Ngài còn ao ước bị khinh chê, không bao giờ khó chịu đối với những ai chống đối hay khinh dễ mình. Khi cần thiết, thưa anh chị em và các bạn, Gioan Canty chỉ tranh luận trong tinh thần bác ái bao dung, trả lời cho những nhục mạ của đối phương. Người ta nhục mạ, người ta sỉ nhục Ngài, làm tổn thương, Ngài chỉ đáp lại: "Tạ ơn Chúa." Để vượt qua mọi cực nhọc thử thách, Gioan tự nhủ: "Ráng lên, cố lên, ráng lên." Ngài thường nói với các học trò của mình như sau: "Hãy lấy nhẫn nại, dịu dàng và tình yêu. Nhẫn nại, dịu dàng và tình yêu làm khí giới để chống lại những quan điểm sai lầm. Thô bạo chỉ hại cho linh hồn và làm hư chính nghĩa, mất chính nghĩa. Những ghen tương, những đố kỵ vì sự thánh thiện, sự nổi tiếng của Gioan Canty đã làm cho Gioan mất chức đại học. Một giáo sư nổi tiếng dạy được mọi người, nhất là các học trò quý mến, mến phục như thế, mà bị mất chức đại học, mất chức giáo sư, không được dạy học nữa, đẩy vào công việc phụ trách giáo sứ không phải sở trường của mình. Gioan được bổ nhiệm coi sóc họ đạo Cracovi, và thay vì dùng cái sự thông minh khôn ngoan của mình để chăm sóc họ đạo, thì Gioan Canty lúc này là đem hết tài đức để lo cho đoàn chiên. Ngài giảng dạy, Ngài ăn chay cầu nguyện cho họ, đặc biệt là thương lo giúp những người tội lỗi và những người nghèo khó. Tương truyền rằng, thưa anh chị em, một ngày nọ thánh nhân gặp một người ăn xin rách rưới. Ngài đã cởi ngay chiếc áo đang mặc trao cho kẻ ấy. Ít hôm sau thì Đức Mẹ hiện đến trả lại chiếc áo ấy cho Ngài. Tinh thần khiêm tốn và bác ái đi đôi với chân thật có 102. Anh chị em nghe cái mẫu chuyện này. Có một lần đi hành hương lên Jerusalem, dọc đường bị kẻ cướp lấy hết hành lý. Rồi chúng còn hỏi: "Này, ông còn có gì nữa không?" Ngài trả lời: "Không, tôi không còn gì nữa hết."
Bọn cướp thấy vậy thì cho John Canty đi. Nhưng được một quãng thì John Canty sực nhớ là mình còn mấy đồng tiền ở trong cái túi áo. John liền quay trở lại, đuổi theo bọn cướp, trao cho họ đồng tiền ấy và nói: lúc nãy tôi quên, bây giờ tôi sực nhớ là còn mấy đồng tiền đây, tôi xin nộp hết cho các ông. Bọn cướp thấy thánh nhân quá chân thật, tốt lành như thế, thưa anh chị em, thì chẳng những là không lấy tiền mà còn trả lại hết hành lý cho thánh nhân. Và lịch sử kể lại rằng chính bọn cướp ấy đã hối cải vì tấm gương chân thật hiền lành của John Canty. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người có được tấm lòng thương xót như John Canty, khiêm nhường. Càng tài đức bao nhiêu, càng nổi tiếng bao nhiêu thì càng dễ bị người ta ghen ghét đố kỵ bấy nhiêu. Chỉ có cách đối lại là bằng sự khiêm nhường nhẫn nhục mới lứt thắng được. Còn càng chọi lại họ, càng đối chọi lại thì càng thêm căng thẳng và không giải quyết được vấn đề. Trong đồ lòng thương xót Chúa, đôi khi mình gặp những chống đối như thế, gặp những ghen tị, những đố kỵ như vậy, cứ hiền lành, khiêm nhường và nhẫn nhục. Rồi thì chính người ấy sẽ có lúc họ nhận thấy sự quá lố của mình. Vì mình ghen tức, mình đố kỵ người ta chỉ khổ cho mình thôi, đúng không ạ? Thấy người khác hơn mình tức, mình nói xấu, nó hành. John Canty chỉ đáp lại một câu: Hallelujah, tạ ơn Chúa. Cứ như thế thôi. Cứ như thế thôi. Và với niềm tin thắc tuyệt đối và quyền năng lòng thương xót Chúa, Chúa bao bọc, Chúa che chở, giữ gìn John Canty vượt qua mọi đố kỵ, vượt qua mọi thách đố, lại được trở về tiếp tục cái nghề của mình là nghề dạy học, nghề thuyết giảng. Và không chỉ thuyết giảng bằng lý thuyết mà bằng chính đời sống của mình. Đời sống biết chia sẻ cho người nghèo, bán hết những gì mình có, ngay cả cái áo mình có cũng cởi cho họ, người nghèo khổ. Rồi ngay cả bọn cướp đi nữa cũng đưa cho nó đến đồng xu cuối cùng. Ấy thế mà lại hoán cải được bọn cướp ấy, thấy sự chân thành, thánh thiện, đơn sơ, khiêm tốn và hiền lành của John Canty. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được bắt chước gương thánh John Canty, hiền lành, khiêm nhường và nhẫn nhục, vượt qua những khó khăn thử thách để chứng tỏ mình là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Amen. Đời tôi gian nan, gặp nhiều thách đố nguy nan, ngàn muôn ơn thiên đỡ nâng tôi sống bình an, tràn đầy ơn Chúa suốt đời theo tôi muôn nơi, vì tôi tin tưởng, tin thác trong tay của Ngài. Chúa, lòng thương xót của tôi, để tôi luôn luôn tin thơ vào lòng thương xót của Ngài.